Ngày 2 tháng 8, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can về tội cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, ngày 21 tháng 7, Công an huyện Quỳnh Phụ nhận được trình báo của công dân về việc bị một nhóm đối tượng truy đuổi, chém biển số xe mô tô. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định nhóm 6 đối tượng gây ra vụ việc trên gồm LHH, sinh năm 2007, VDT, sinh năm 2006, DTH, sinh năm 2009, TVD, sinh năm 2008, HTB, sinh năm 2008, HHD, sinh năm 2008, cùng trú tại thành phố Hải Phòng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã chạy xe mô tô truy đuổi, chặn xe của bị hại, dùng kiếm chém vào phần đuôi xe để cướp tấm nhựa chắn bùn gắn biển kiểm soát và ném vỏ chai bia về phía nạn nhân để khoe chiến tích trên mạng xã hội TikTok. Hiện Công an huyện Quỳnh Phụ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.